chấp ngân thù. Gọi là chủ tịch cộng đồng như là Nguyễn Xuân Nghĩa, rồi thì là Nguyễn Tấn Lạc, Phan Kỳ Nhân, Nguyễn Xuân Nghĩa. Em muốn hỏi thế này này. Ba cái ông em vừa mới hỏi, cũng như những người mà theo các ông ấy, chống cộng cực đoan. Em thì em không thích gọi là chống cộng cực đoan, mà em gọi là chống cộng điên cuồng. Anh ạ, đấy. Thế thì em muốn hỏi là những cái người mà hiện nay vẫn chống cộng điên cuồng ấy, thì họ thuộc cái thành phần nào? Em thì em nghĩ như thế này, cái bà con Việt Kiều mình ấy, ở khắp thế giới ấy, thì có một bộ phận là họ đi làm ăn ngay trong cái cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ấy, là họ đã đi làm ăn ở nước ngoài rồi. Đúng rồi. Thì cái số ấy đa số là đều ủng hộ đất nước. Đúng rồi. Đấy. Còn một cái số ấy mà họ bỏ chạy trước và ngay sau 30 tháng 4, có nghĩa là họ chưa được tiếp xúc với lại Việt Cộng, với chế độ của ta. Đấy. Và một cái số nữa là những cái người mà sĩ quan mà đã qua học tập cải tạo và gia đình họ. Đấy. Và một cái số nữa là cái số mà vượt biên sau này vì tị nạn kinh tế, tức là vì muốn có một cái cuộc sống đỡ khổ hơn ở trong nước sau chiến tranh. Thế như vậy là thì em thấy tất cả đều có cái bộ phận như lúc đó em nói, thì họ luôn luôn ủng hộ đất nước. Một cái bộ phận mà bỏ chạy ngay sau và ngay trước 30 tháng 4 thì họ chưa được tiếp xúc với lại chế độ cộng sản, đấy, chế độ ta, cho nên họ điên cuồng họ chống phá. Đấy. Thế còn cái số mà học tập cải tạo, đã qua học tập cải tạo và gia đình họ, thì bây giờ họ trở thành những người Mỹ thầm lặng, những người Mỹ gốc Việt thầm lặng, bởi vì họ đã từng được sống ở trong chế độ ta rồi, họ đã thấy cái chế độ ta là như thế nào rồi. Đấy, thì họ không chống cộng điên cuồng như những cái số kia. Và cái số mà vượt biên sau này vì kinh tế, thì cái số thì gần như là không chống đối chế độ. Thì em nghĩ như thế có đúng không? Thì cái ông Phan Tấn Lạc, rồi cái ông Nguyễn Xuân Nghĩa vân vân, không biết các ông ấy có phải là những cái người mà đã bỏ chạy ngay trước và ngay sau 30 tháng 4 không, chưa được tiếp xúc với chế độ cộng sản, chế độ ta, nên họ mới điên cuồng như vậy. Nó cái này này, anh nói về cái chuyện đó thì giờ bình thường anh thấy rất là giản dị. Vâng. Họ lớn lên ở trong đó, lớn lên trong một cái cuộc chiến mình có như vậy. Người trong Nam mình không được nghĩ nó hòa bình. Nếu mà anh không nghĩ nó hòa bình thì anh chỉ nghĩ đánh nhau thôi chứ. Và đánh nhau thì có chút tiền gây quỹ, anh cứ quy ra thấp, anh cứ theo đồng tiền, họ làm việc vì tiền. Những cái lời nói, những cái hành động, cử chỉ, những cái tư tưởng không có giá trị gì cả. Cái lời nói dối ngày hôm nay như thế này, ngày mai nó phải lớn hơn một tí. Cái lý do nói dối ngày hôm nay thế này, ngày mai nó lại khác. Với mình những cái suy nghĩ đó mình không có giá trị. Không có giá trị. Mình hiểu là người trong nước băn khoăn tại sao đã có được một cuộc sống hòa bình rồi mà lại cư xử như vậy. Mỗi lần nghĩ về Việt Nam mình chua chát, đầy nghiến như vậy. Thì mình chỉ muốn nói với anh thế này nè. Cái gì nó cũng như là cái quán tính này. Vâng. Xe nó chạy đều như vậy. Thì cần, mình không biết, nhưng mà mình nghĩ thì là với mình những cái điều đó là không có giá trị. Những cái ông nói chuyện với ông Nguyễn Xuân Nghĩa, ông về nếu lập gia đình với cô vợ quê Hải Phòng, làm xong được cái việc đó rồi lại chua chát, rồi cái nặng nó nhẹ, nó hành, nó phải thế này. Với mình đó là một điều rất là đau khổ. Vâng. Cái thì giờ, tất cả những cái thì giờ mình có ở đất Mỹ là mình phải làm
mình phải cố gắng làm việc để mình xây dựng cuộc đời của mình. Những cái tâm tình dành cho Việt Nam thật ra rất đúng thì là anh làm bên đó, đóng thuế bên đó, mình quay lại cái câu chuyện của mình, anh muốn đòi cái gì đó phải góp, anh phải góp thì anh mới được quyền đòi. Anh đã không góp, anh không có được quyền đòi bất cứ một cái gì cả. Luật xã hội là tự nhiên. Các ông nó từ bé lớn giờ mình biết là không góp cái gì cả, mà cứ đòi như trẻ con mở miệng ra là đòi, đòi hết cái này đòi hết cái kia, chỉ đòi thôi. Mình nghĩ là cái đòi này dễ lắm, đòi cái này đòi cái kia luôn, đòi như trẻ con với mình như vậy. Tức là nhân duyên anh em gặp nhau ở đây, thủ đô Hà Nội, thủ đô cả nước. Trái tim của ai là theo em nghĩ thế này, là bây giờ 40 năm chuẩn bị kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước. Thế thì 90 triệu dân ở Việt Nam và đảng nhà nước, thế rồi kể cả chính phủ Hoa Kỳ, người ta có những người ta vận dụng cái câu nói của người đi trước, tức là tha thứ là thượng sách, trả thù là hèn hạ. Thế thì cái người 90 triệu dân người Việt Nam đang tha thứ và không trả thù. Thế mà người Mỹ bây giờ bắt tay với chính phủ Việt Nam cũng là cái tiêu chí đấy. Đúng rồi. Thế tại sao mấy cái ông bên kia là cứ hậu đoàn nọ, đoàn kia là cứ hận thù? Thế thì công sống cái kiểu gì? Tức là công không học bài học thủ lòng về tha thứ và thượng sách đấy. Thế mà suốt ngày ra giả kêu đòi là tự do dân chủ cho Việt Nam, nhân quyền ở Việt Nam thừa nên dân chủ, thừa nhân quyền, thừa tự do đấy, mà từ nhiều khi thừa tự do đâm ra lại nhiều cái bọn chế giận này cứ vận dụng vào cái thừa tự do nó làm bệnh đấy. Đấy quá chứ tự do, thừa tự do. Mình nói về cái Việt Nam, những cái điều gì mình chứng kiến ngày hôm nay ở Hà Nội, chiều thứ sáu một buổi chiều bình thường với mình, đấy là một điều kỳ diệu. Người dân họ vui mừng, họ ở ngoài đường họ nói chuyện với nhau, cười, họ nói không trông cảnh sát mà. Điều đó là 40 năm trước không bao giờ mình đã nghĩ đến. Thưa bác, cháu hỏi câu ngoài lề không ạ? Ừ, không phải. Dạ, thưa bác, là thời vẫn còn đi lính Việt Nam Cộng Hòa thì bác ở đơn vị nào ạ? Mình là thiếu úy. Lúc mình đi ra thiếu úy, lúc mình chạy đi rồi đi dần cũng thiếu úy. Sĩ quan. Làm ở trong một cái bộ phận tình báo. Mình cứ đưa cái đơn vị của mình cho anh ra, anh kiếm. Mình làm sĩ quan tình báo ở một cái ơ 4 F-42 J-432. Mình làm về sinh viên vụ, tổ chức bầu cử ban đại diện sinh viên, tìm những người sinh viên hoạt động cho mặt trận. Mình thưa anh thế này, rất may là trong thời gian mình làm việc trong thời gian đó thì mình cũng nói cái may mắn riêng biệt của mình, bàn tay mình cũng dính máu. Vâng. Thế cái điều đó là cái điều mà nó là cái may phúc của mình. Thành thử ra mình cứ gặp nhiều khi mình cứ nói đi nói lại, không có phải là mình muốn phân biệt mình với lại những người bạn ấy cái dính máu, nhưng mà tại vì cái đó là cái điều may mắn của mình thì mình cứ nói mãi. Nhưng mình nhớ mãi có một lần là lần đầu tiên đi trực ban đêm thì mình trực ở phòng răng mình răng làm xe loa mình ngủ ban đêm, mình dậy tự nhiên mình nghe hai người trực, mình nghe tiếng la lên. Thế thì mình cũng lại đến buổi sáng dậy thì mình hoảng là ban đêm ta nghe những tiếng la như vậy thì nó đâu có la. Thì những người mà làm trước ở đó thì họ nói chuyện là cái phòng mình làm việc bên đây thì bên kia đường á, bên kia nó còn có nó một cái building, chỗ đó là cái chỗ trung tâm thực tập bên sau. Đấy là cái điều đầu tiên
tìm hiểu cái tàn nhẫn của chiến tranh. Vâng. Và tôi nhìn cũng mình cũng phải trực thì đến khoảng chừng 3-4 giờ chiều, một cái xe chở một người tù binh sinh viên từ Cần Thơ về, mắt thì bịt, tay thì trói phía sau này. Mình nhìn thấy người ta khai thác lần đầu tiên mình thấy người Việt, lần đầu tiên mình thấy khai thác. Mình cứ nhớ mãi thế này, họ quật cái tay lại, cái họ kéo cái tay này lên, có một người kéo cái tay này lên, rồi lấy cái mặt trắc họ đánh lên. Mỗi lần họ đánh một cái toàn thân co rúm sắt. Tên của anh nó bây giờ mình vẫn nhớ, Nguyễn Xoài. Mà anh không có ai, mình chỉ mình sợ, mình không nhìn. Đến khai thác ở đó đến buổi sáng hôm sau, mình không dám nhìn nữa, mình chạy ra ngoài, tối nữa mình không ngủ. Thế thì đến mấy hôm sau đi làm, trở lại làm việc, thế mình mới hỏi hai cái anh bạn của mình khai thác. Mà tại vì mình thấy anh không khai, thế mình hỏi tại sao mà anh không khai. Mình biết không, nó không khai là tại vì nó muốn kéo dài cái thời gian nó lại để cho đồng bọn tội phạm. Đấy là nguyên văn. Thế mình mới nghĩ trong bụng thế này, nếu mà mình ở trong cái trường hợp của em Nguyễn Sỏi thì mình khỏi đánh, khỏi hỏi có cái gì mình sẽ đấy, đấy là mình có cái tâm tình của mình đấy. Đấy, tức là cái sự khác biệt. Cái sự khác biệt là điều đó là điều chính nhận. Có lẽ là kể từ hồi đó này, mình thù ghét chiến tranh và biết trọng hơn. Thế thì những cái cảm nhận nó rất là gần gũi. Mình từ đó mình kính phục cái sự dâng hiến của những người chiến sĩ. Anh nói là không phải là bộ đội bắc vào nhưng mà những người trong nam. Vâng. Đấy, thì ta sắp xếp. Làm trong tình báo đến thời gian qua sau này, qua đến Mỹ rồi mình đọc lại những hồ sơ, mình mang một trường hợp rất điển hình của ông Phan Xuân. Ông Phan Xuân. Phan Xuân. Thế này nhá, anh phải ở Mỹ thì anh mới hiểu cái sự dâng hiến đến tuyệt đối của ông Phan Xuân này. Mình cứ nhớ mãi ông nói là tôi đứng ở đây, tôi nhìn vào cái nhà tù, cái đảo Apartheid này. Việt Nam thì bẻ bẻ hết rồi, mà anh biết là bị bẻ hết rồi, nhưng mà phải bẻ. Anh lúc đó anh không có chọn lựa, một là anh ở đây, một là ông ở lại đây. Ông có một việc làm lúc đó là 2.000 đồng một tháng, 2.000 đô la một tháng. Ông có một cô vợ người Mỹ nữa, không, ông chấp nhận chọn lựa về Việt Nam. Hoàn tất cái nhiệm vụ của mình. Mình nói đến cái chuyện của Phạm Xuân Lãm để mình nói đến sự dâng hiến tuyệt đối để chiến tranh thống nhất đất nước. Đấy là những người, đấy là một người mà mình cảm thấy hy sinh cho. Cho nên em nói là nó có cái khác biệt của cái người cộng sản với cái quốc gia là nó khác ở chỗ đó, khác là cái lý tưởng và cái hoài bão và cái tâm để mà giải phóng, tức là anh nô lệ của nước ngoài và hòa giải dân tộc với nhau để hòa bình. Còn cái người về quốc gia ở trong ấy mà đi theo cái chế độ đấy thì là không có ý tưởng khác. Đấy, nó không có một cái ý tưởng vì mọi người, đấy, vì đồng bào, vì quê hương, và chỉ là cứ theo cái ông mua thôi. Đấy, làm sao để ông mua mới chu cấp cho để mà sống thôi. Đúng đấy anh ạ. Ở miền Bắc ấy thì gọi là tuyển quân anh ạ. Thế thì thanh niên trai tráng trong thôn xóm, trong ngõ phố đến tuổi thì tuyển quân khám nghiệp vụ quân sự và lên đường đi vào Nam với một cái tinh thần là phải giải phóng miền Nam để thống nhất đất nước. Vâng. Cho nên ý, ở ngoài Bắc ấy, thì lính binh nhì anh ạ là có 5 đồng
5 đồng thì cái hồi ấy lương kỹ sư là 60 đồng ấy ạ. Thế thế thì người binh nhì thì có lương một tháng được 5 đồng. 5 đồng thì chỉ là sinh hoạt phí thôi. Uống nước là hút thuốc lá. Thế nhưng mà hành quân bộ gian khổ vượt Trường Sơn như thế, vào đến trong Nam thì cái 5 đồng là vứt hết. Nhưng mà họ vẫn hành quân, họ vẫn chiến đấu, tất cả chỉ vì là giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Đấy, đánh đuổi đế quốc Mỹ. Hồi ấy nhá, mọi người chỉ nói là đi đánh Mỹ, đi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, có ba cái thôi nhá. Chứ không ai nhắc đến đến ai, đến Ngụy. Hầu như người miền Bắc là không nhắc đến Ngụy. Đấy, chỉ nói là đấy. Tại sao mà cuộc cách mạng dân tộc dân chủ và thống nhất đất nước được là cái là ngày xưa cũng nói là tư tưởng không thông thì bi đông cũng nặng. Nhưng mà một cái tư tưởng mà ông Nam không biết gì kể cả, ông đeo một cái bi đông nước nặng rồi. Thế nhưng mà tư tưởng là đường ra trận mùa này đẹp lòng, phơi phới. Thế là làm gì thật hẳn. Trong khi đó chính quyền cái Nam Cộng Hòa thì nhạc vàng, nhạc viết cứ hỉ hẻo, anh ơi, em ơi. Đấy, thế làm sao mà. Thế để anh nói tiếp. Thì em có 3 năm sống ở Tây Ninh. Vâng. Chỗ đó là cái chỗ ông anh ruột, ông anh để mình mất rồi cả. Vâng, vâng. Từ năm 78 đến năm 81 thì em hồi cũng mới giải phóng thôi. Đấy. Thì em sống trong ấy thì các bạn miền Nam họ kể thì không biết ở Sài Gòn thì có thế không. Nhưng họ nói rằng ấy là ở Tây Ninh ấy là bắt lính, tức ở ngoài này thì tuyển quân, ở trong kia là bắt lính. Thì họ mô tả này, tức là xe cam nhông của Mỹ, của Mỹ ấy, nó chạy trên đường này, ở trên ấy là có một tiểu đội. Thế xong ấy là cứ thấy thanh niên ở trên đường là nhảy xuống đuổi. Thế thì là thanh niên ấy chạy vào ngõ rồi chạy thoát. Thế còn nếu mà không chạy được, bắt được ấy là đưa lên xe, đầy xe đưa về trại lính, mặc quần áo, thế là huấn luyện. Đấy, thế là ở trong cái gọi là bắt lính. Đấy. Thế thì cái tòa thánh cao đài Tây Ninh ấy, đấy là họ rất tự hào. Họ tự hào ấy là ngày xưa ấy, là chúng tôi cũng có công với cách mạng. Che giấu được nhưng không trốn. Tức là thanh niên bị đuổi bắt lính là cứ chạy vào trong tòa thánh cao đài là phá. Đấy, đấy đúng rồi đấy. Vâng. À, Mỹ Tho thì mình cũng đạo dừa. Đấy. Anh biết không anh? Để giải quyết chuyện cũ thì mình nhắc lại. Ở trong Nam cũng là đến khoảng chừng năm 70 mình có một danh từ là Lao Cung Chiến Trường. Lao Cung Chiến Trường là cái gì? Là mấy ông nào? Là những người lính họ đồng bắt này. Thì đi theo những đoàn quân đi đánh nhau. Cái nhiệm vụ của họ là cái gì anh? Chôn những người chết tại đạn. Lao cung mà. Họ không có quyền bắn súng. Anh nói chuyện cũ. Anh nghe cái danh từ Lao Cung Chiến Trường, đào binh. Đến thành Lao Cung Chiến Trường. Một cái sự cư xử với những người đồng ngũ của ta tạm. Vâng. Nhưng mà mình cũng may em. May là cuối cùng thì chiến tranh đã chấm dứt. Vâng. Anh nói chuyện là anh Mỹ khi mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống thì người Mỹ mà ông rất là mạnh, ông ở ông Mỹ ông hiểu chứ. Nhưng mà ông nói là Mỹ quốc thì Mỹ sẽ là mà tại sao mà lúc đó là ông lại có thể nghĩ được cái điều này. Cái đó là mình không tiên đoán rồi. Mỹ nó cũng Mỹ nó nhào vào đến khi mà người Mỹ cuối cùng họ bay ra khỏi Việt Nam ở trên cái sân thượng tòa đại sứ tất cả mọi thứ này một cái lời không phải lời tiên đoán đâu, không phải lời tiên đoán nhưng mà mình nghĩ đó là một cái mà quả thật nó sẽ phải đến như thế. Đến lúc đó mình hiểu thêm là cái thế giới quan của bác Hồ, cái sự tinh mẫn đó. Rõ ràng người Bắc
đánh nhau là để cho người Mỹ ra khỏi Việt Nam thì tất cả mọi thứ rồi tự như vậy. Vâng. Vâng. Bản thân như vậy. Vâng. Và nó đã xảy ra y chang như vậy. Đấy. Thế cho nên nha, cái thế hệ em hồi ấy là em biết rất rõ. Hồi ấy thì em chưa đến tuổi đi bộ đội. Nhưng mà các anh ấy là đi nhập ngũ ấy. Đấy. Đều, tất cả nói chung mọi người đều nói là đánh đi đánh Mỹ. Chứ không phải đánh Mỹ. Chứ không ai nhắc gì đánh Mỹ. Đi đánh Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Có ba từ thôi. Quyết tâm đánh thắng giặc đến xâm lược là khẩu hiệu. Đấy, quyết tâm đánh thắng giặc đến xâm lược. Và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đấy, chứ không phải ai nói đấy. Đến chỉ có thế. Vâng. Mà nó đúng là cái truyền thống lịch sử 4.000 năm của cha ông ta. Không bao giờ chấp nhận quân đội nước ngoài dẫm lên đất nước mình. Cho nên mỗi khi mà có quân đội nước ngoài dẫm lên đất nước mình thì cha ông ta đều kháng chiến, đánh đuổi chúng nó ra khỏi đất nước. Đấy. Đấy, nói tóm lại là bây giờ anh em mình cái tuổi nó cũng đã bắt đầu xuống dốc rồi. Đấy, như bác Phượng này, anh em mình thấy là làm sao làm để cho cái thế hệ sau này cháu nó hiểu được cái chân giá trị của hòa bình. Vâng. Và tự do được như thế nào. Thế bây giờ này, để xảy ra chiến tranh thì con cháu mình chưa là nó khổ rồi. Thế rồi đời mình thì nay mai thì mình cũng chết. Đấy, mà cứ được phải hòa bình như thế này mãi mãi thì nó có sướng. Đấy, phải phấn đấu làm như thế. Mà mục tiêu anh em mình giờ là những cái gì nó thuộc về vấn đề tức là gọi là bất đồng chính kiến của ABC thì nhưng mà mình là cứ phải bảo vệ lẽ phải và những cái tốt. Đấy, nên phát huy những cái gì mặt tốt của xã hội. Đấy, của trong nước ngoài nước thì phát huy. Còn cái xấu đó dẹp bỏ. Đấy, tức là mình đấu tranh cho nó loại bỏ cái xấu đi. Anh Phượng. Dạ. Từ nãy là anh em mình đàm đạo rất tự nhiên. Nhưng anh có để ý không, tức là máy quay Việt Vision vẫn đang quay anh ấy. Vậy thì bây giờ anh xin gửi một lời chào đến khán giả Việt Vision để chúng ta kết thúc câu chuyện. Vâng. Thưa anh, Trương, Quang. Vâng. Mình rất là may mắn hãnh diện được ngồi đây Hà Nội. Gương tâm của thế giới. Vâng. Gương tâm của thời đại đấy. Gương tâm của thời đại. Sau khi rời Hà Nội, chúng tôi sẽ đi đến sẽ bỏ một tuần ở ngoài Trung, Đông Hà, Quảng Trị, Á Sa, Á Lưới, Khe Sanh để làm cái việc khảo sát để cho các anh có nhìn chưa nổi. Sau đó thì mình sẽ được về Việt về Sài Gòn. Dự cái lễ cùng với cái đoàn của mình 40 năm chấm dứt chiến tranh và 20 năm ban giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Có một điều nói thưa với các bạn, các bạn Việt Nam với Hoa Kỳ bây giờ họ cư xử với nhau rất là ngang hàng, ngang hàng. Bình đẳng, bình đẳng. Lý do là tại vì tất cả mọi người trên thế giới đều mang nợ người Hoa Kỳ, chỉ có mỗi một ông Việt Nam gì mà không có mang nợ. Vâng. Ông Mỹ ông còn nợ ông Việt Nam chứ còn ông Việt Nam. Đúng rồi. Vâng. Và như vậy chiều ngày hôm nay tôi có đến nói chuyện được với ông đại sứ tư dinh của ông S. Osius. Mình có nói chuyện với ông ấy thì mình hiểu, thì mình tìm thấy một điều, mình thấy một điều thế này. Ông đại sứ Hoa Kỳ hiện tại bây giờ ông mới nói cái này là cái sự kính trọng của cái người Hoa Kỳ là nhà nước dân dân Hoa Kỳ với Việt Nam càng ngày bây giờ đã quá rất cao rồi, nhưng mà càng ngày sẽ càng lên cao, càng lên cao. Và cái điều đó là cái điều mà thật sự ra là không phải quốc gia nào cũng có đâu. Điều đó làm mình rất là vui mừng và hãnh diện. Điều đó không phải là từ trên trời nó rơi xuống hay từ dưới đất nó lên. Điều đó nó được có được là nhờ những cái hy sinh xương máu tột cùng của những thế hệ trước bao nhiêu năm mình có được ngày hôm nay. Mình biết và mình tin tưởng là thế hệ này, thế kỷ này là thế kỷ của Việt Nam. Lời nói của Việt Nam càng ngày càng mang nhiều trọng lượng. Mình cảm ơn các anh cho mình ngồi đây gặp
san sẻ những tâm tình. Thôi mình xin chào. Xin chào quý khán thính giả của Vision Vision. Thôi thế thì bây giờ là ta lại cứ ngồi nói chuyện tự nhiên thôi. Thêm một ngày biển lặng mà lòng người dẫn động, trong lòng người.